mau lên, nhanh tay lẹ chân lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Đội quân robot thế hệ mới này của chúng ta sẽ không thua đâu. Ông cố tình đúng không? Ta lỡ. Ta nôn nóng tới ngày đó quá đi mất. Trên thế gian này chỉ nên có một bụi mà thôi, và đó chính là lão bụi ta đây. Đừng có chủ quan khinh địch. Nếu lần này thất bại thì chúng ta sẽ phải phục tùng bụi đất đại dương đó. Chuyện đó không thể nào xảy ra được. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc phân tranh này, và chúng ta sẽ là người lãnh đạo trái đất. Các người ở đây giám sát, ta phải vào phòng tập gym đây. Colin đại dương, đại dương giỏi quá. Colin đại dương, đại dương khỏe quá. Colin đại dương giỏi quá. Đại dương giỏi quá. Đại dương giỏi quá. Với sức mạnh này thì không có ai có thể qua mắt được đại dương. Đúng vậy, mời đại dương uống sữa cun sô cô la lúa mạch để bổ sung năng lượng. Đúng là bộ đất đại dương, ngay cả cách uống sữa cũng vô cùng khác người. Tình hình thế nào rồi? Bẩm đại dương, đội quân bộ đất của chúng ta vô cùng hăng hái tập luyện, chờ ngày thống trị hành tinh này cùng với đại dương. Khỏi nói cũng biết chiến thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta. Nhất định phải thắng. Sao có nhiều người đến ủng hộ chúng ta quá vậy? Chắc là bọn chúng muốn biết ai sẽ thống trị mình đây mà. Còn phải hỏi. Con sợ quá. Mình về được không ba? Không được đâu con à. Ba cũng sợ lắm. Nếu mà không cổ vũ hội ác nhân thì lão bụi sẽ quay chúng ta như quay trong chóng vậy đó. Từ ngày gia đình nông dân siêu phàm mất tích, hội ác nhân vô cùng tác quái tác quái. Bây giờ lại còn có cả binh đoàn bụi đất nữa. Đến giờ rồi mà bọn chúng vẫn chưa xuất hiện. Chắc tụi nhát gan đó sợ chúng ta nên tự động rút lui rồi. Ta ngứa tay lắm rồi, mau xuất hiện để ta còn thử nghiệm đám robot mới này nữa chứ. Đến rồi kìa. Ta còn tưởng các ngươi không đến vì sợ chứ. Ta mới phải là người nói câu đó. Thôi đánh lẹ đi để ta còn về coi phim hoạt hình cool nữa. Đang xem hay. Tất cả xông lên. Hội ác nhân tổng tấn công. Xông lên. Robot tiến lên. Tất cả nghe lệnh ta, giả nát hội ác nhân thành bụi đi. Tiêu ta rồi. Ta ghét mưa. Tại sao lại có mưa được chứ? Giờ ta là lão bùi, chứ lão bụi gì nữa. Tại sao lại có mưa được cơ chứ, tiến sĩ đơ? Không thể nào. Không thể cái gì? Chẳng lẽ ấy, nhìn kìa, đó là gia đình nông dân siêu phàm. Gia đình nông dân siêu phàm. Nhờ có con siêu tập được 8 thể du ngoạn trong mỗi thùng cun túi để đợi áo mưa nên không bị ướt đó cả nhà. Áo mưa cun thật là thoải mái quá đi mà. Các người đáng lẽ phải bị tiêu diệt rồi chứ. Chúng ta cũng tưởng như vậy. Rất may nhờ có áo choàng biến hình cun được đổi từ 36 thẻ khám phá trong các lốc sữa cun hộp giấy mà chúng ta đã kịp chạy thoát trước khi lốc xoáy bụi ập tới. Ông cũng không ngờ rằng chúng ta đã tìm được thẻ đặc biệt trong các lốc sữa cun hộp giấy và đổi được lều cun ẩn nấp qua cơn bão bụi đúng không? Không thể nào.
Có thể chứ, vì gia đình nông dân siêu phàm không bao giờ khuất phục cái ác. Chúng ta biết rằng không thể đánh bại các ngươi được ngay nên đã âm thầm theo dõi. Chúng ta biết được hội ác nhân và bụi đất đại vương sẽ tranh thủ giành lãnh thổ nên đã bí mật nhờ tám tuốt chế tạo cỗ máy tạo độ ẩm lắp xung quanh sân vận động này. Sau đó thì con chỉ việc nhờ may để tạo mưa mà thôi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Robot đâu? Mau tiến lên, tấn công gia đình nông dân siêu phàm. Gia đình nông dân siêu phàm, chuẩn bị hành động. Hả? Lại chuyện gì nữa đây? Âm mưu của ngươi hả? Không phải là âm mưu của các ngươi sao? Con nghe có âm thanh gì đó. Quỷ vật chức vụ của ta.